Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau nha. Nhưng trước hết cô sẽ ôn lại các em kiến thức trọng tâm của bài 24. Câu hỏi như sau: vì sao nói nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc? Ở câu hỏi này các em sẽ trả lời như sau: vì nước ta đứng trước ba nạn lớn, đó là nạn ngoại xâm, nạn đói và nạn dốt. Sau đó các em sẽ trình bày cụ thể từng nạn. Và cuối cùng ta kết luận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Còn bây giờ ta tiếp tục chương 5. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954. Với bài 25, những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1946-1950. Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ? Chúng ta sẽ tìm hiểu phần đầu tiên. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946. Một nhỏ là kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ. Sau khi ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, thì thực dân Pháp đã có thái độ như thế nào? Đó là thực dân Pháp vẫn liên tục bội ước, có những hành động phá hoại khiêu khích ta ở khắp nơi, như là ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Thực dân Pháp đã tập trung quân tấn công vào các cơ sở cách mạng, vùng tự do, căn cứ địa của chúng ta. Ngay tại Bắc Bộ thì Pháp đã đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở thành phố Hải Phòng, nổ súng vào quân ta ở thị xã Lạng Sơn. Còn tại Hà Nội, từ đầu tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp đã liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang. Chúng đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, đánh chiếm cơ quan Bộ Tài chính của chúng ta, rồi gây xung đột đổ máu cầu Long Biên, thậm chí là tàn sát nhiều đồng bào ta ở phố Hàng Bún. Đó là những hành động ngang ngược, khiêu khích, phá hoại của thực dân Pháp ở khắp nơi. Vậy thì đứng trước những hành động khiêu khích, phá hoại đó của thực dân Pháp, thì thái độ của chính phủ ta ra sao? Chính phủ ta vẫn tiếp tục nhân nhượng thực dân Pháp. Nhưng mà đến lúc nào thì chính phủ ta không thể nhân nhượng được nữa? Đó là ngày 18 tháng 12 năm 1946. Vì sao vậy? Vì Pháp đã gửi hai tối hậu thư buộc chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. Có nghĩa là thực dân Pháp đã đẩy chúng ta đến bước đường cùng. Chúng ta không thể nhân nhượng được nữa. Cô mời các bạn ghi ý đầu tiên. Vậy đứng trước tình hình đó, đảng ta đã quyết định như thế nào? Trước tình hình đó, đảng ta đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Mời các bạn ghi ý thứ hai. Vậy lệnh toàn quốc kháng chiến này đã được ai ban bố? Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và vào lúc nào? Đó là tối ngày 19 tháng 12 năm 1946. Các em xem, đây là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Còn đây là bút tích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cô mời các bạn ghi ý thứ ba. Ta tiếp tục tìm hiểu phần hai nhỏ. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta như thế nào? Đó là toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Toàn dân là toàn thể nhân dân Việt Nam. Toàn diện là ta đánh Pháp trên tất cả các mặt trận, quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao, v.v. Nhưng mặt trận quân sự là chủ yếu. Vì sao? Vì chỉ bằng những chiến thắng quân sự mới buộc thực dân Pháp đầu hàng, ký hiệp định và rút quân về nước. Trường kỳ là ta đánh lâu dài với thực dân Pháp. Tự lực cánh sinh là ta dựa vào sức mình là chính, nhưng chúng ta không quên tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Đó là đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Cô mời các em ghi bài.
Vậy tính chất của đường lối kháng chiến này ra sao? Thì đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa. Các bạn ghi phần tính chất vào. Trước cái sự ngang ngược vi phạm những điều đã ký kết của thực dân Pháp, Đảng và Hồ Chủ tịch đã quyết định đứng lên kháng chiến. Vậy thì công cuộc chuẩn bị như thế nào? Chúng ta tiếp tục phần 2 La Mã. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Đây là chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục. Phần này ta không đi sâu vào cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Ta chỉ cần nắm ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Thì sau 2-3 tháng chiến đấu, khi các mục tiêu đã đạt được, đó là ta đã tiêu hao sinh lực địch, ta giam chân chúng ở các thành phố lớn, thì quân ta đã chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng. Lưu ý các em, ta chủ động tấn công địch và sau đó ta chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài với thực dân Pháp. Đây cũng chính là ý nghĩa của cuộc chiến đấu trong các đô thị. Cô mời các em ghi bài. Còn đây là một vài hình ảnh cảnh chiến đấu ở Hà Nội. Đây là Quyết Tử Quân Hà Nội ôm ôm ba càng đón đánh xe tăng Pháp. Đây là một loại vũ khí tự chế. Còn đây là hình ảnh Hà Nội quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Người dân Hà Nội kê bàn tủ giường ra đường làm chướng ngại vật để mà đón đánh Pháp. Chúng ta tiếp tục Ba La Mã, tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. Đây là chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục. Chúng ta sẽ không học phần này. Ta qua phần 4 La Mã, chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Đây là phần chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục. Phần này chúng ta sẽ không đi sâu vào phần diễn biến của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Các em chỉ cần nắm được kết quả và ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Tuy nhiên, cô cũng sẽ tóm lược nội dung chính để các em có thể hiểu được. Cái thứ nhất, các em lưu ý các em là chiến dịch này do thực dân Pháp chủ động mở với kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh. Có nghĩa là chúng muốn kết thúc nhanh cuộc chiến tranh tại Việt Nam để nhanh chóng đặt ách đô hộ cai trị lên đất nước chúng ta. Vậy thì muốn đánh nhanh thắng nhanh, Pháp phải đánh vào đâu? Chúng đã chọn căn cứ địa Việt Bắc để tấn công. Tại sao? Vì đó là cơ quan đầu não kháng chiến của chúng ta, nơi bộ đội chủ lực của chúng ta đóng quân, và cũng là đánh căn cứ địa Việt Bắc để khóa cửa biên giới Việt Trung nhằm ngăn chặn sự liên lạc giữa ta với lại thế giới bên ngoài. Vậy thì kết quả ra sao? Đây là chiến dịch do Pháp chủ động mở, nhưng chúng ta lại giành chiến thắng và ta đã tiêu diệt được một bộ phận sinh lực địch. Chính vì vậy mà cơ quan đầu não kháng chiến của chúng ta được bảo toàn. Và đồng thời, bộ đội chủ lực chúng ta chẳng những không bị tiêu diệt mà chúng ta càng ngày càng trưởng thành hơn. Đó chính là kết quả của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Cô mời các em ghi bài. Vậy chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947 có ý nghĩa như thế nào? Âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp đã bị đập tan và chúng buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với chúng ta. Đó là ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947. Mời các em ghi bài. Ta tiếp tục phần 5 La Mã, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân toàn diện. Đây là chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục. Chúng ta sẽ không học phần này. Rồi, chúng ta sẽ có một vài câu hỏi để củng cố bài học hôm nay. Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ? Lúc nào ai ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến? Các em có thể xem lại phần 1 La Mã, một nhỏ của bài 25. Câu thứ 2. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 do ta hay Pháp chủ động mở, kết quả và ý nghĩa như thế nào? Thì đây là chiến dịch mà thực dân Pháp chủ động mở.
kết quả và ý nghĩa. Chúng ta xem lại phần 4 La Mã, một nhỏ, hai nhỏ. Rồi, các em nhớ chép bài vào tập, đọc và ghi tựa trước bài 26 nha. Cô hẹn sớm gặp lại các em nhé. Chào các em.